Hello, Linh xin chào các bạn. Gia đình Linh về Việt Nam, ra Hà Nội đi theo tour và đi ra Ninh Bình, Tràng An và Vịnh Hạ Long. Đó, Linh tiện, Linh quay phim chia sẻ đến các bạn luôn nhé. Em Thắng là cái em tour guide mà em này rất là dễ thương luôn các bạn. Thì trước tiên là em đó dắt đại gia đình Linh đi qua băng qua đường. Mà băng qua đường thì đi qua một cái đường hầm để tới cái chỗ để soát vé. Và sau đó mình sẽ lên những cái con thuyền và có những cô lái đò, cô chở mình đến những cái hang động. Đúng rồi, đẹp quá nè, trời ơi. Rồi, đến đây chụp hình nào. Thấy vui lắm mà nó hay. Để đi vào được cái những cái khu lái đò như dưới này này các bạn, là mình phải đi qua một cái đường như thế này và mình sẽ vào đó mình người ta kiểm tra vé đó. Rồi sau đó mình mới đi vào cổng được nha. Lúc này là mình chuẩn bị mình lên đò ha các bạn. Thì mỗi chiếc đò đấy họ sẽ chở được 4 người và cộng thêm cô lái đò hoặc chú lái đò nữa, kể như là 5 người một thuyền ha. Nha, mình sẽ đi thuyền 2 ạ. Có chú các em. Could you take a photo of the number of your boat please? And later on you can get in the right one. So our number is 989. Is that it? Yeah, 989. Khỏi bên em có mũ rồi. Gì con? 315. Dạ vâng, một chút. Đi thuyền lê giúp con. Đỡ mẹ Huyền. Ok, em quay bên này. Hey you guys. Mình có cần đeo áo phao không em? Ra đến nơi rồi. Phao áo à? Đấy. Rồi cho em nhờ nhà mình mặc áo phao đi ạ. Em mặc trước đi. Yes, em đang quay phim đấy. Mỗi một cái điểm tâm linh thì nhà mình sẽ dừng tầm khoảng 10 phút để em có thể thuyết minh cho các cô chú anh chị nhà mình về cái địa điểm đấy. Và sau đấy là nhà mình chụp ảnh, rồi sau đấy nhà mình sẽ quay lại thuyền, rồi sau đấy nhà mình đi tiếp. Mát à? Cái bị gió mà nhẹ. Cái này mình đi 15 km thì khoảng bao lâu em? Mình sẽ đi trong vòng khoảng từ 2 đến 2 tiếng rưỡi, tùy vào mình có dừng ở những cái điểm dừng tâm linh đấy bao lâu ạ. Nhà mình nhìn đây giúp em ạ, nhà mình nhìn đây giúp em nha. Nào, 1, 2, 3. Hai con. Hai. Keep going. Tối một hồi nữa là mình ra là nhà mình sẽ ra hàng sáng. Dạ vâng. So bây giờ mình đang vô hàng. Ui chú, choa ơi, coi đẹp chưa? Được một cái là những cái hệ thống quá chừng đẹp luôn. Qua thì gần như là nó hoàn toàn là tự nhiên. Nó không có tác động của bàn tay con người và chỉ là những cái đường điện như này để thắp sáng, để mình đi soi sáng ở trong hang động thôi. Chứ còn một số những cái hệ thống hang động khác ở những cái tuyến khác thì đã có dấu tích của bàn tay con người tác động vào rồi.
Cúi xuống hả? Ờ, chúng tôi đụng đầu ấy. Không, mình không tới nỗi cao thế à? Chưa lo lắng lắm đúng không? Dạ. Yeah. Đó, đa đi bên này. Đó, có những hôm mà nước nó cao, thế là du khách phải ngồi xuống cái lòng thuyền này. Nó tích tụ ấy nên nó thành đá hay quá ha. Đấy, nó gọi là núi núi đá. Ờ hả. Bởi vì là những cái hang động này là hang động nước, thế nên là cái măng đá và cái trụ đá nó cũng sẽ hạn chế. Ngày mai nhà mình đi xuống, nhà mình ở dưới Vinh Hạ Long, nhà mình vào cái hang Sửng Sốt thì cái hệ thống thành những măng đá ở dưới đấy nó sẽ đồ sộ hơn rất là nhiều. Ngày 28 vừa rồi là bắt đầu cái lễ hội hoa tam giác mạch của Hà Giang. Ừ, mấy người nó đẹp à, lắm. Dạ vâng ạ, dòng sông Nho Quế thì xanh ngắt và đẹp ở cái hẻm Tu Sản đấy. Và đặc biệt là Hà Giang đang vào cái mùa hoa tam giác mạch là sẽ yêu Hà Giang, bởi vì là cái khung cảnh thiên nhiên của nó cực kỳ hùng vĩ. Ở trên đấy thì nếu mà lên trên đấy thì thứ nhất là thiên nhiên hùng vĩ, cảnh đẹp, cái thứ hai nữa là cái bản sắc văn hóa vùng miền của người Hờ Mông, người Dao, người Lô Lô, người Sán Chỉ á, rất là hay. Ừ, trong đây có hầm rượu. Đây này. Mà rượu này là rượu đã trong đó có luôn á Thắng. Dạ vâng. Đây này cái chuông. Người ta ủ nó đấy. Vâng, người ta ủ. Hay đó, ở bên trong nó có cái khu vực có cái mạch nước. À. Mạch tâm bự. Ơi. That's the wine. Rồi bây giờ là mình đã ra khỏi cái hang động thứ nhất. Thế là bên tay phải thì là đầu ông chùa đá. Là sao cơ? Không rùa, không rùa. Ui đẹp chưa. Ui giống con rùa thiệt luôn đó nha. Hễ. Đây bây giờ là mình vô hang động thứ hai đây. Chứa con dơi này. Đó đây là những con dơi này. Rất là nhiều luôn này. Các bạn đang nhìn những cái nhũ đá này, này là do nước từ trong núi ấy, nó chảy ra và nó nhiễu xuống vào lâu năm, nhiều năm nó tích tụ thành những cái hình thù như vậy nữa bạn. Đúng là quay không? Mà công nhận mấy cái nước nó nhiễu xuống đẹp hèn lắm ha. Này, 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 trên đầu mình ăn. Oh my god, đẹp thiệt á. Đẹp quá. Ôi, nó mới nhiễu xuống thì nó còn ánh han lắm ha. Nhưng mà nó để lâu thì nó hết sáng. Tổng cộng ngày hôm nay là em Thắng dắt gia đình lên đi là từ 7 tới 9 cái hang động nha các bạn. Và hôm nay thì Linh chỉ chia sẻ các bạn hai hang động thôi. Và tiếp tục á, là ngày hôm sau là em Thắng dắt gia đình Linh đi Vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long là cái hang động lớn nhất và đẹp nhất ở Hà Nội mà Linh thích. Thì Linh sẽ tiếp tục chia sẻ đến các bạn, là các bạn đừng rời màn hình nha. Bây giờ là gia đình nhà Linh được dẫn ra ngoài tàu. Và trên đoàn tàu đó mình có thể mình đặt đồ ăn trưa trên đó luôn nha các bạn. Thì đồ ăn ở trên đó nó có nhiều món mình có thể lựa chọn. Và vừa ăn vừa ngắm cảnh nó rất là thơ mộng luôn. Các bạn nhìn dọc bên hông thuyền này, có những dãy núi Linh nói thiệt, nó hùng vĩ, nó đồ sộ, Linh chưa bao giờ từng thấy. Mặc dù Linh là người sanh đẻ ở Việt Nam nhưng mà đây là lần đầu tiên Linh ra Hà Nội và Linh thấy được những cái cảnh này nó tuyệt vời như vậy các bạn. Nó rất là ấn tượng luôn. Đây như em nói đây, ở đây là nó có cái hang luồn. Tức là mình đi vào trong cái hang động đó là nó chỉ có một cửa vào.
trên đảo. Lên trên hang động này là nhà mình sẽ cần phải vé, tức là nhà mình nhá. Thuyền đã dừng bến, thì bây giờ cả gia đình Linh lội lên cái hướng cầu thang này và đi vào Vịnh Hạ Long. Và cái khu Vịnh Hạ Long này thì lội bộ lên nó hơi cao nha các bạn. Vào đây thì ai cũng phải xuất trình vé để mới được vào cổng nha các bạn. Và trên cái chỗ khúc mà xuất vé này này, họ có mấy cái gift shop rất là dễ thương, thì các bạn có thể dừng chân mình ghé mua một số quà lưu niệm mang về cũng được. Sau khi leo lên mút trên đền cầu thang này xong thì Linh đứng ở ngoài này, Linh quay sơ cái cảnh ở hướng ngoài này một chút. Thì sau đó Linh mới đi vô hang động Vịnh Hạ Long nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình vào hang động nha các bạn nha. Người ta gọi nó là thổi hồn vào đá. Thổi hồn vào đá. Nó thổi hồn vào đá. Tức là cái hình tượng đầu tiên mà nhà mình sẽ quan sát thấy đấy chính là hình tượng của một con cá heo. Mình quan sát thấy đây là một hình tượng của con cá heo, đây là người bạn ngư dân. Cá heo sẽ hay giúp đỡ người ngư dân, ví dụ như là dẫn đường cho ngư dân này, đó, cứu hộ ngư dân này, vân vân. Thì đây là hình tượng của một con cá heo. Đó, hình tượng của con cá heo với cái mũi của nó, là mình thấy mũi không ạ? Thấy miệng, thấy mắt không ạ? À, dạ. Mắt công ra nó đẹp hơn, nó rộng hơn, và tại sao nó gọi là thiên cung? Dạ, đó, đúng rồi. Đấy là ở đây gần như là khoảng 99% là tự nhiên. Có một số thứ không tự nhiên, đấy là ánh sáng ở trong này. Ngoài ra nữa thì là cái hệ thống hàng rào như này để ngăn cho du khách đi không bị nguy hiểm, hay là cái đường đi này thì là cũng không phải là tự nhiên đó. Còn phần còn lại, cái 99% phần còn lại là hoàn toàn đấy là nó là tự nhiên hết. Khi mình vào hang động này này, Linh để ý á, có những cái mỏm đá đó, cái hình thù nó rất là lạ nha các bạn. Mình có thể mường tượng và tưởng tượng ra những cái hình thù đặc biệt mà mình mường tượng ra, nó đều ra hết nha các bạn. Và một cái nữa là Linh để ý, khi mà những cái nước mà nó nhiễu xuống từ trong lòng đá ra đó, thì cái nước nó mới nhiễu ra thì Linh thấy cái ánh sáng của cái khúc đá đó nó giống như là kim tuyến á, nó đẹp lắm. Và khi một thời gian thì nó sẽ mờ bớt đi. Đó, thì thực sự là đi cái chuyến đi Hà Nội này, Linh thích nhất là cái Vịnh Hạ Long, là cái hang động đẹp nhất và Linh yêu thích nhất. Thì video dài rồi Linh không dám quay nhiều nữa. Thì một lần nữa Linh cảm ơn các bạn luôn theo dõi và ủng hộ kênh Cuộc Sống Victoria, hòn đảo ấm nhất Canada. Linh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những lần tới nha. Bye.